Mở cửa cũng không xong, nuôi tụi bay về làm gì? Làm chủ hả? Làm nội hả? Có tụi bay chửi tụi bay tụi bỏ cái miệng à? Dạ à, biết ông nội. Thì chửi gì vậy? Chửi gì đâu? Làm ăn thì chậm với cua. Mày nữa, để cái đầu mày thấy quế rồi. Tao đuổi gì tụi bay hả? Không chửi nó không được. Mày chửi nó mày lỡ cái miệng à? Hát chửi. Cái gì chứ ba? Chứ thiện giống ma vậy? Tôi là người chứ không có ma à nha. Vậy gì đây? Cái gì hỏi gì? Cái gì đây? Muốn gì? Muốn gì? Tôi hỏi anh mới đúng. Anh là cái gì trong nhà này mà la lối ôm sòm vậy? Tôi là chủ cái căn nhà này. Cái gì? Chủ nhà. Anh là chủ nhà này hả? Ngộ ta. Sao tôi vô đây làm tôi không biết anh? Anh làm gì đây? Quản lý. Làm gì? Làm gì co ro cúm đúm lại vậy? Tự nhiên sợ sệt, chuyện gì? Hả? Dạ. Bây giờ tôi hỏi nè, là cái gì mà la lối ôm sòm? Cái gì? Tài xế. Tài xế hả? Trời ơi, tài xế. Tài xế mà mặc đồ lố quá vậy. Cái áo này của ai đây? Của ông chủ đeo trên xe em đem vô nhà. Trời ơi, cái áo ông chủ mà lấy mặc vô, làm tôi tưởng Michael Jackson hiện về. Thấy ghê không? Dạ. Đưa cái áo đây. Đưa cái áo đây. Tôi cầm. Tài xế thì cái bổn phận tài xế đi. Bỏ cái thật đó nghe chưa? Ghét mấy cái người mà làm ở đỡ cho tao mà chảnh chuột lắm. Đi đi. Thù vậy nó mới giọt. Áo này chỉ có mình mặc mới hợp. Quản lý đâu phải vô mấy cái này. Nó mới đúng cái gu. Đó. Ghét mấy cái thứ ở đợi mà đặt làm ông chủ ha, lấy áo ông chủ mặc. Tôi nè, tuy ở đợi nhưng mà mặc được. Dù gì quản lý cũng hơn ở đợi chút. Anh làm gì lâu vậy? Làm gì nhìn tôi? Sao tôi hỏi anh không trả lời? Hiểu rồi. Chơi một câu la fan là hiểu rồi. Nhìn đầu cổ người ta, nhìn cái áo nói chuyện là hiểu rồi. Đã nè. Quên. Xin lỗi anh. Áo đỏ bông hay trái ta? Thôi kệ. Bông hay trái gì cũng được hết. Chết với tôi rồi. Sáng nào cho hai chúng ta lấp đầy những ký ức nhạt nhòa. Anh biết giờ trong tâm trí em hình dung ấy vẫn chưa phai mờ. Muốn được bên em quan tâm chăm lo nhưng vẫn sợ lắm. Muốn được cùng em đưa em đi đến hết cuối chân trời. Chỉ sợ tương lai mai sau em đi em sẽ gục ngã. Anh yêu em, anh sợ mất em. Anh sẽ luôn dõi theo em, dẫn bước em trên đường đời. Dẫu mai em rẽ lối, chia đôi vẫn còn có anh thôi. Anh sẽ thấy người ấy, tương
chiều đón đưa nhau, để em không phải chịu buồn đau sâu. Nếu lỡ em có hôm nào, anh sẽ là người đứng sau, cho em thêm sức mạnh vượt qua bất cứ đau thương nào. Sao em buồn thế? Cả nước này em mà không biết tình sơn bóng em, chỉ có mình em không biết đó thôi. Mà tính ra em thích cũng cưới em về thiệt hả? Tính ra cái vui em cũng mẫu quá ha. Anh còn chọc em nữa. Người đáng yêu quá. Được bên em quan tâm chăm lo nhưng vẫn sợ lắm. Muốn được cùng em đưa em đi đến hết cuối chân trời, chỉ sợ tương lai mai sau em đi em sẽ gục ngã. Anh yêu em, anh sợ mất em. Anh sẽ luôn dõi theo em, dẫn bước em trên đường đời. Dẫu mai em rẽ lối, chia đôi vẫn còn có anh thôi. Anh sẽ thấy người anh từng chiều đón đưa nhau, để em không phải chịu buồn đau sâu. Nếu lỡ em có vấp ngã, anh sẽ là người đứng sau, cho em thêm sức mạnh vượt qua bất cứ đau thương nào. Anh biết sẽ thật khó để em phải quên đi một người em luôn đặt trong tâm trí. Anh sẽ luôn dõi theo em, dẫn bước em trên đường đời. Dẫu mai em rẽ lối, chia đôi vẫn còn có anh thôi. Anh sẽ thấy người. Đây là số điện thoại của em nhé. Có gì anh nghe này. Cảm ơn chị, nhưng mà anh Vita đã có người yêu rồi. Có rồi thì có, nhưng em gái của chị vẫn đẹp gái luôn mà. Em cứ giữ đi, khi nào cần á thì điện cho em gái chị nha. Đi anh. Phải bị ta lắm đúng không? Bị da này không mê. Cái gì? Lựa quá, biết lựa lắm. Sáu muối, nó nghe nè, muối ớt đó. Ăn nó cay lắm, muối tôm này ngon lắm. Ủa? Ông là muối tôm hả? Ừ. Thích ăn không? Có khỏi miếng ghim nè, chấm đi. Ăn má để ăn hai muỗng kia ngon hơn. Chai này dính. Nói gì ông nội? Nói là phải giữ lời nói. Ôi trời ơi, còn ăn tôi mình thì. Thôi bà ơi. Thôi. Muốn được bên em quan tâm chăm lo nhưng vẫn sợ lắm. Muốn được cùng em đưa em đi đến hết cuối chân trời, chỉ sợ tương lai mai sau em đi em sẽ gục ngã. Anh yêu em, anh sợ mất em. Anh sẽ luôn dõi theo em, dẫn bước em trên đường đời. Dẫu mai em rẽ lối, chia đôi vẫn còn có anh thôi. Anh sẽ thấy người anh từng chiều đón đưa nhau, để em không phải chịu buồn đau sâu. Nếu lỡ em có hôm nào, anh sẽ là người đứng sau, cho em thêm sức mạnh vượt qua
bất cứ đau thương nào. Anh biết sẽ thật khó để em phải quên đi một người em luôn đặt trong tâm trí. Trời ơi, những cái chuyện cứu người này là em lẹ lắm chủ. Ông cũng giữ đồ cho em đi. Em lẹ lắm cái chuyện này. Trời ơi ông chủ nè. Đó, cạnh đi. Cứu người là em lẹ lắm. Ông chủ cứ yên tâm. Từ từ. Đó. Đó em nha ông chủ. Đó, đem đúng luôn. Lấy đi cuốn coi cho. Trời ơi, cô để tim đi. Cô đừng cử động lại, lấy đi cuốn cho. Lên. Cô làm cái gì đây? Trời ơi, cô làm cái gì vậy? Cô cứu người mà cô dám cô giết người luôn á. Kỳ vậy ta. Mình cứu người mà. Kỳ vậy. Anh sẽ thấy người ấy từng chiều đón đưa nhau, để em không phải chịu buồn đau sâu. Nếu lỡ em có bóng lơ, anh sẽ là người đứng sau, cho em thêm sức mạnh vượt qua bất cứ đau thương nào. Anh biết sẽ thật khó để em phải quên đi một người em luôn đặt trong tâm trí. Anh sẽ luôn dõi theo em, dẫn bước em trên đường đời. Dẫu mai em rẽ lối, chia đôi vẫn còn có anh thôi. Anh sẽ thấy người ấy từng chiều đón đưa nhau, để em không phải chịu buồn đau sâu. Nếu lỡ em có bóng ngã, anh sẽ là người đứng sau, cho em thêm sức mạnh vượt qua bất cứ đau thương nào. Anh biết sẽ thật khó để em phải quên đi một người em luôn đặt trong tâm trí. Tưởng là qua mặt bọn tôi hả? Không có dễ đâu nha. Đừng mà. Nhìn biết khó ưa rồi. Tôi thấy khó ưa rồi. Từ lúc đầu này cũng thèm nhìn ai. Đúng rồi, nhìn ai mà chả biết. Tôi nói một câu nha. Tôi nói một câu nha. Con lại má. Con lại má. Đừng rồi, để anh nói một câu đi. Có không? Hoặc nói vậy nói. Có hôi không? Hôi quá. Để tôi coi thử cho người ta này, khi người ta nói quan cho mình. Biết không? Mấy cái chuyện mà nói bậy bạ dễ bị quan lắm. Tôi phải kiểm tra kỹ mới được. Không có hôi. Thúi hả? Nó nghe nè. Tôi đã nói cô rồi.
cô đừng có dùng thủ đoạn mà đi theo phá hoại hạnh phúc của Pita tội nghiệp nó lắm. Tình cảm của con người xuất phát từ trái tim của mình. Đúng rồi, bậy trái tim đây em. Trời ơi. Nhớ đó. Thành tí, hơi đâu mà nói, nhỏ này nói hoài mà cũng vậy. Pita, nó đâu? Nó đâu rồi? Anh giấu con Yến ở đâu? Anh giấu nó ở đâu? Nó đâu? Nó nè. Sao lúc nào em cũng nghi tình cảm anh dành cho em hết vậy? Anh chỉ có trái tim luôn chuyện dành cho em thôi. Chị cho anh nhắn tin cho em, nói là sẽ có điều bất ngờ. À, chắc cả em bỏ tuổi chúng ta lắm đó mà. Nếu em có hôm nay, anh sẽ là người đứng sau, cho em thêm sức mạnh vượt qua bất cứ đau thương nào. Anh nghĩ sẽ thật khó để em phải quên đi một người em luôn đặt trong tâm trí. Những mấy cái dòng đi rồi. Bỏ trên đời này không còn người nào yêu sao? Hả? Bây giờ nè, thí dụ cô nhìn vô mặt tôi đi. Cô là bộ thôi nha, cô là bộ, cô nói một tiếng yêu tôi đi. Tôi ừ liền cho cô coi. Ừ con quá ha. Nói thiệt, ai cũng có sĩ diện và tự ái á. Đáng lẽ tôi không có chịu cô đâu, nhưng tôi phải chịu đó. Anh thấy không? Người ta hạnh phúc như vậy đó, còn em cũng muốn hạnh phúc giống như người ta kìa. Yêu quái hả? Em và mẹ hôn mấy ơi, mẹ anh yêu. Ôi hả? Ôi hả? Ôi hả? Ôi hả? Nhậm 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 mà. Anh yêu. Còn em thôi, em theo anh luôn mà. Từng chiều đón đưa nhau, để em không phải chịu buồn đau sâu. Nếu lỡ em có bóng anh sẽ là người đứng sau, cho em thêm sức mạnh vượt qua bất cứ đau thương nào. Anh biết sẽ thật khó để em phải quên đi một người em luôn đặt trong tâm trí. Anh biết sẽ thật khó.